Cờ tướng tinh hoa được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online, luôn đi trong đam mê cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video của buổi tối hôm nay, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn phần biên bản về một ván cờ rất hay để trong khuôn khổ trận bán kết của giải cờ tướng các bên tái mùa giải năm 2021. Trận cờ mà cao thủ cầm bên đỏ ưu tiên là Thiên Mạng Vương Mạnh Thần đến từ đội tuyển cờ tướng Tư Xuyên và người cầm bên đen là danh tướng Triệu Hâm Hâm của đội cờ tướng Chiết Giang. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Chứ 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 Tướng quân Chứ Tướng quân Chứ 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 Tướng quân Chứ 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 Tướng quân Chứ Tướng quân Chứ 将军。Và sau phương án cờ binh 2-1 đến từ bên tiên của Thiên Mạng Vương Mạnh Thần, thì trong thực chiến của trận cờ, danh tướng Triệu Hâm Hâm của kỵ đàn Chiết Giang đã phải buông cờ xin thua sau hình cờ trên. Như vậy kênh Cờ tướng Tinh Hoa vừa gửi tới các bạn phần bài bản về trận đấu trên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.